Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 3, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn tiếng Việt lớp 3 tập 2 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Và khi xem video, bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ đến với môn tiếng Việt lớp 3 tập 2 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong bài đọc ở tuần 26. Trước khi đến với bài đọc ở tuần 26 thì chúng mình sẽ đến với phần khởi động. Trong phần khởi động thì chúng ta hãy thảo luận và trả lời câu hỏi này cho thầy. Đó là em hãy kể cho nhau nghe về một ngày mà em cảm thấy vui. Như vậy thì bây giờ chúng ta có thể kể cho bạn của chúng mình nghe xem là một ngày như thế nào thì em cảm thấy là vui. Có rất là nhiều ngày chúng mình cảm thấy rất là vui đúng không? Ví dụ như trong học tập, một ngày chúng ta được điểm cao thì chúng ta có thể được có niềm vui đúng không? Có thể một ngày chúng mình được bạn bè, bố mẹ, anh chị tổ chức sinh nhật cho chúng ta đúng không? Chúng mình cũng cảm thấy như thế nào? Đúng rồi, rất là vui. Cũng có một số ngày chúng ta được bố mẹ, bạn bè, anh chị chở đi chơi mà những đồ chơi, những nơi chơi chúng ta thích đúng không? Đó là một ngày mà chúng ta cảm thấy vui. Vậy thì đến với một bài đọc cũng liên quan đến một ngày như thế nào gọi là đẹp hoặc là như thế nào gọi là vui thì chúng ta sẽ đến với bài đọc đó là ngày như thế nào là đẹp. Và trước khi đến với bài đọc thì thầy sẽ đọc mẫu cho chúng ta nghe và sau đó thì chúng mình cố gắng dừng video và đọc lại bài đọc nhé. Bài đọc ngày như thế nào là đẹp. Châu chấu nhảy lên gò, chìa cái lưng màu xanh ra phơi nắng. Nó búng chân tanh tách, cọ giũa đôi càng. Một ngày tuyệt đẹp, thật khó chịu, giun đất thốt lên. Cố rúc đầu sâu thêm vào lớp đất khô. Thế là thế nào? Châu chấu nhảy lên. Trên trời không một gợn mây, mặt trời tỏa nắng huy hoàng. Không, mưa bụi và những vũng nước đục, đó mới là một ngày tuyệt đẹp. Giun đất cãi lại. Châu chấu không đồng ý với giun đất, chúng quyết định đi hỏi. Vừa hay lúc đó, kiến tha nhành thông đi qua, dừng lại nghỉ. Châu chấu hỏi kiến. Bác kiến ơi, bác hãy nói giúp xem hôm nay là một ngày tuyệt đẹp hay đáng ghét. Kiến lau mồ hôi, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: Tôi sẽ trả lời câu hỏi của bạn sau khi mặt trời lặn nhé. Mặt trời lặn, chúng đi đến tổ kiến. Hôm nay là ngày thế nào hả bác kiến đáng kính? Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp. Tôi đã làm việc rất tốt và bây giờ có thể nghỉ ngơi thoải mái. Thúy Toàn dịch. Như vậy là thầy vừa đọc cho chúng ta nghe bài đọc ngày như thế nào là đẹp. Bây giờ thì chúng ta hãy dừng video và đọc lại nội dung bài đọc một lần. Khi đọc thì chúng ta cố gắng ngắt nghỉ hơi ở những dấu câu và chú ý các lời thoại trong bài đọc. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với các phần trong bài đọc này. Đó chúng mình sẽ hoạt động đầu tiên chúng ta sẽ là thực hiện luyện đọc văn bản. Và thứ hai sẽ là trả lời câu hỏi và cuối cùng sẽ là hoạt động nói và nghe. Thì ở đây chúng ta sẽ đến với hoạt động đó là luyện đọc văn bản hay còn có cách nói khác đó là luyện đọc. Chúng ta sẽ có một số từ khó mà chúng mình cần phải luyện đọc. Những cái từ khó này chúng ta có thể là khó phát âm, dễ nhầm lẫn. Thầy sẽ đọc mẫu, còn sau đó chúng ta cố gắng dừng video và đọc lại những cái từ khó này. Chìa, 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 giũa, 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 rúc, rúc, rúc. Sâu
Sâu. Sâu. Vũng. 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 Nghĩ. 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 Chúng ta cố gắng luyện đọc lại những cái từ khó này. Tiếp theo thì bây giờ chúng mình sẽ đến với cách ngắt giọng ở những câu dài. Ở những câu dài thì ở đây chúng ta sẽ có một câu, đó là câu Bác Kiến ơi, bác hãy nói giúp xem hôm nay là một ngày tuyệt đẹp hay đáng ghét. Và thầy sẽ đọc lại một lần nữa cho chúng ta nghe, sau đó thì chúng ta có thể đọc trên màn hình. Bác Kiến ơi, bác hãy nói giúp xem hôm nay là một ngày tuyệt đẹp hay đáng ghét. Chúng mình có thể dừng video và đọc lại câu văn khá là dài này. Trong bài chúng ta thấy có một số từ diễn cảm như là một ngày tuyệt đẹp, thật khó chịu, thế là thế nào, không, mưa bụi và những vũng nước đục, đó mới là một ngày tuyệt đẹp. Chúng ta sẽ thấy có một số câu cực kỳ phải nhấn giọng ở đây, đó có thể là một ngày tuyệt đẹp, thật khó chịu, thế là thế nào, không, mưa bụi và những vũng nước đục, đó mới là một ngày tuyệt đẹp. Hoặc là chúng ta sẽ có một câu cũng có lời thoại của nhân vật giống như lúc nãy thầy vừa hướng dẫn. Bây giờ thì chúng ta sẽ chia đoạn. Vậy thì trong bài của chúng mình sẽ có bao nhiêu đoạn? À đúng rồi, trong bài của chúng ta sẽ có 3 đoạn. Đoạn thứ nhất sẽ là từ đầu cho đến run đất cãi lại. Còn đoạn số 2 sẽ là tiếp đến cho đến mặt trời lặn nhé. Và đoạn số 3 sẽ là phần còn lại. Đoạn thứ nhất chúng ta thấy sẽ là từ đầu. Châu chấu nhảy lên gò, chia cái lưng màu xanh ra phơi nắng. Nó búng chân tanh tách, cọ giũa đôi càng. Một ngày tuyệt đẹp, thật khó chịu, run đất thốt lên, cố rúc đầu sâu thêm vào lớp đất khô. Thế là thế nào? Châu chấu nhảy lên. Trên trời không một gợn mây, mặt trời tỏa nắng huy hoàng. Không, mưa bụi và những vũng nước đục, đó mới là một ngày tuyệt đẹp. Run đất cãi lại, đó là đoạn 1. Đoạn 2 thì chúng ta sẽ thấy đó là từ tiếp theo, đó là từ châu chấu không đồng ý với run đất, chúng quyết định đi hỏi. Vừa hay lúc đó kiến tha nhành thông đi qua, dừng lại nghị. Châu chấu hỏi kiến: Bác Kiến ơi, bác hãy nói giúp xem hôm nay là một ngày tuyệt đẹp hay đáng ghét. Kiến lau mồ hôi, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: Tôi sẽ trả lời câu hỏi của bạn sau, khi mặt trời lặn nhé. Còn đoạn 3 thì chúng ta thấy đó là đoạn cuối cùng sẽ là từ mặt trời lặn, chúng đi đến tổ kiến. Hôm nay là một ngày thế nào hả bác Kiến đáng kính? Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp, tôi đã làm việc rất tốt và bây giờ có thể nghỉ ngơi thoải mái. Đó là đoạn 3. Bây giờ thì chúng ta hãy dừng video và đọc nối tiếp cho thầy 3 đoạn. Và trước khi đến với phần tìm hiểu bài thì chúng mình cũng cố gắng đọc lại bài đọc một lần nữa. Và chúng mình sẽ đến với phần tiếp theo, đó là giải nghĩa từ khó. Trong đây thì chúng mình thấy có một từ gò. Gò đó là khoảng đất nổi cao lên giữa nơi bằng phẳng, người ta gọi là gò. Búng chân tức là dùng lực của chân để tạo ra âm thanh, là búng chân. Tanh tách tức là từ mô phỏng tiếng vật cứng và mạnh bật vào nhau liên tiếp, nghe giòn và thanh, người ta gọi là tanh tách. Nắng huy hoàng tức là nắng rực rỡ và rất là đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ đến với hoạt động thứ nhất. Hoạt động thứ hai là trả lời câu hỏi. Chúng ta sẽ tìm hiểu bài.
Và trong hoạt động tìm câu hỏi trả lời câu hỏi này thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Trong bài, các nhân vật tranh luận với nhau về điều gì? À, vậy thì chúng mình hãy đọc thầm lại đoạn 1 cho thầy biết là trong bài nhân vật hai nhân vật ruộng đất và châu chấu đang tranh luận với nhau về điều gì? À đúng rồi, chính xác. Trong bài các nhân vật tranh luận với nhau về quan điểm ngày như thế nào là đẹp, đúng không? Câu số 2. Theo ruộng đất và châu chấu, ngày như thế nào là đẹp? À, chúng mình lại đọc tiếp đoạn 1 và cho thầy biết là theo hai nhân vật ruộng đất và châu chấu thì hai nhân vật này nói ngày như thế nào là đẹp đây các em? À, như vậy thì chúng ta thấy là châu chấu thì ngày đẹp là ngày nắng ráo, trên trời không một gợn mây, có mặt trời tỏa nắng. Còn theo ruộng đất, ngày đẹp đó là ngày như thế nào? Chính xác, ngày đẹp của ruộng đất đó là ngày có mưa bụi và những vũng nước đục, đúng không? Như vậy thì một bạn thì thích ngày đẹp là ngày nắng, còn một bạn thì là thích ngày đẹp là ngày ngày mưa, đúng không nào? Và tiếp theo thì chúng mình sẽ đến với câu hỏi số 3. Vì sao bác Kiến phải chờ đến khi mặt trời lặn mới biết ngày như thế nào là đẹp? Vậy thì chúng ta có thể đọc thầm lại đoạn 2 và đoạn 3. Sau khi các bạn ấy tranh cãi với nhau thì các bạn ấy đã đến hỏi bác Kiến. Vậy thì bác Kiến phải chờ đến khi mặt trời lặn thì mới biết ngày như thế nào là đẹp. Vậy thì vì sao bác Kiến phải chờ như vậy? À đúng rồi, bác Kiến phải chờ cho hết ngày đúng không? Vậy khi mặt trời lặn mới trả lời được câu hỏi của hai bạn vì bác muốn kiểm nghiệm qua qua thực tế xem là ngày như thế nào là đẹp đúng không? Và bác muốn tìm xem là một ngày có như thế nào, không phải là ngày nắng cũng không phải là ngày mưa đúng không? Một ngày mà mình phải trải qua được, kiểm nghiệm được thực tế, phải giúp được công việc gì cho mình thì đó mới là một ngày đẹp đúng không? Và bây giờ chúng ta hãy trả lời câu hỏi số 4. Đóng vai nhân vật trong bài để nói về ngày như thế nào là đẹp. À, trong bài thì chúng ta thấy là ngày như thế nào là đẹp có ba nhân vật, đó là châu chấu thì nói như thế nào này, giun đất thì nói như thế nào và kiến thì nói như thế nào. Hoạt động này thì chúng ta có thể đóng vai. Thầy sẽ lấy ví dụ như là châu chấu, ví dụ chúng ta đóng vai là châu chấu đúng không? Thì chúng ta có thể nói như sau. Đối với tôi, ngày đẹp là ngày mà ở trên bầu trời không có một gợn mây nào, mặt trời chiếu xuống những tia nắng rực rỡ và ấm áp, tôi có thể bay nhảy khắp nơi. À, như vậy thì chúng ta hãy dựa vào lời nói của nhân vật trong câu chuyện thì ở đây chúng ta sẽ đóng vai được đúng không? À, nếu như đóng vai giun đất thì chúng ta lại dựa vào lời nói của giun đất trong câu chuyện để nói đúng không? Ví dụ như giun đất thì nói như thế nào? À, theo tôi thì một ngày mưa bụi và có những vũng nước đục trên mặt đất mới là một ngày đẹp. Trời mưa làm đất ẩm ướt, tôi có thể dễ dàng rúc vào đất, đúng không? Đó là ngày đẹp của giun đất. Còn nếu như một ngày đẹp của bác Kiến thì chúng ta sẽ đóng vai và chúng mình sẽ nói như thế nào? Ví dụ, đóng vai bác Kiến thì chúng mình có thể nói một ngày đẹp là ngày mà tôi làm công việc tốt của mình, có thể tha được nhiều đồ về tổ. Đến tối thì tôi được nghỉ ngơi một cách thoải mái. Vậy là ba bạn có những ngày đẹp khác nhau đúng không? Và dựa vào lời của các cái nhân vật trong câu chuyện, chúng ta có thể đóng vai và nói lại lời các nhân vật trong câu chuyện nhé. Bây giờ thì chúng ta hãy thảo luận và trả lời câu hỏi số 5. Theo em, ngày đẹp là ngày như thế nào? Vậy thì chúng ta đã đọc được câu chuyện. À, có 3 nhân vật trong câu chuyện. Vậy thì theo em ngày nào là ngày em cảm thấy đẹp? À đúng rồi, ngày chúng mình cảm thấy đẹp đó là ngày chúng ta sẽ làm được nhiều công việc tốt đúng không? Có thể là ngoan ngoãn nghe lời ông bà cha mẹ, có thể là giúp đỡ ông bà cha mẹ làm những công việc nhỏ nhặt đúng không? À, giúp đỡ bố mẹ làm những công việc nhà, ví dụ như quét dọn rồi rửa chén bát, chơi với em, vân vân. Đó là một ngày rất là đẹp đấy các em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với hoạt động thứ ba, đó là nói và nghe. Đầu tiên thì chúng mình hãy xem các bức tranh. Bức tranh số 1 này, bức tranh số 2 này, bức tranh số 3 và bức tranh số 4.
Vậy thì bức tranh vẽ nhân vật nào? Đầu tiên bức tranh số 1 là vẽ nhân vật đó là ai? À, châu chấu đúng không? À, châu chấu đi ra một bầu trời nắng. Còn bức tranh số 2? À đúng rồi, vẽ là vẽ giun đất. Và trời thì như thế nào? Trời mưa. Còn bức tranh số 3 thì chúng ta thấy cả giun đất và chú kiến đang nói chuyện. Bức tranh số 4 thì chúng ta thấy là chú kiến đang đứng, còn ông mặt trời thì lặn xuống đúng không? À, vậy thì dựa vào những bức tranh đó chúng ta hãy nhớ lại xem nhân vật đó đã làm gì và ở đâu. Ngủ đi. Như vậy thì chúng ta thấy bức tranh đầu tiên thì chúng ta thấy là châu chấu đúng không? Đang đi giữa một trời trời nắng và bầu trời trong xanh không gợn sóng, mặt trời thì tỏa nắng và châu chấu cảm thấy rất là tuyệt vời đúng không? Còn bức tranh số 2, lời nói của Jun Đất thì như thế nào? À, Jun Đất thích với những ngày mưa bụi và những vũng nước đục đúng không? Còn bức tranh số 3 thì chúng ta thấy là gì? À, châu chấu và Jun Đất gặp Bác Kiến đang chăm chỉ làm việc để hỏi về ngày như thế nào là đẹp. Còn bức tranh số 4 đó là sau một ngày làm việc vất vả, Bác Kiến cảm thấy hôm nay là một ngày tuyệt vời và có thể nghỉ ngơi thoải mái. Dựa vào lời nói của các nhân vật đó, chúng ta sẽ kể lại từng đoạn của câu chuyện theo theo các bức tranh đúng không? Thì ở đây chúng ta có thể kể lại các câu chuyện theo bức tranh, ví dụ như bức tranh số 1 thì chúng ta sẽ kể như thế nào đúng không? Vào một buổi sáng sớm, ánh nắng chan hòa, châu chấu nhảy lên gò phơi nắng, nó búng chân tanh tách và bảo một ngày tuyệt đẹp. Ví dụ như bức tranh số 2 thì chúng ta thấy là gì? À, run đất lại thốt lên thật khó chịu và cố rút đầu sâu thêm vào lớp đất khô đúng không nào? Vậy thì dựa vào từng bức tranh đó chúng mình hãy kể lại nội dung của câu chuyện nhé. Vậy là thầy đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong bài Ngày như thế nào là đẹp, môn tiếng Việt lớp 3 tập 2 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống ở tuần 26. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo cho những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video sau.